người đã mất trong cuộc chiến năm 1996 không hề vô ích. Họ là nguồn cảm hứng cho ta vươn lên từ đám tro tàn khi cả thế giới cùng đồng lòng. Trong 20 năm không hề có xung đột vũ trang, các quốc gia đã gạt những khác biệt nhỏ mọn đó qua một bên, đoàn kết xây dựng lại gia đình, thành phố và cuộc sống của chúng ta. Sự hợp nhất công nghệ ngoài hành tinh và nhân loại không chỉ giúp ta thắng trọng lực và di chuyển với tốc độ không tưởng, mà lại còn giúp hành tinh của ta lại được an toàn. Bài diễn văn hay lắm, Patty. Cảm ơn bà Tổng thống. Xin ngài đợi một chút. Đã sẵn sàng, thưa ngài. Đại quý Hewlett, chào mừng đến Nhà Trắng. Thật tuyệt khi được trở lại đây. Chúng tôi rất tự hào khi có cậu đại diện quốc gia hoạt động trên đó. Đó là một vinh dự. Bố cậu là một người vĩ đại. Ông ấy hẳn rất tự hào. Cậu biết Bộ trưởng Quốc phòng. Thưa ngài, thật vui khi được gặp lại cậu. Chắc là tôi không cần phải giới thiệu hai người với nhau. Thưa bà, xin hãy trang điểm lại để chụp ảnh. Sự nghiệp thăng hoa, hiệp sĩ Hoa Kỳ trong bộ áo danh dự. Cậu mới là người trở lại Nhà Trắng đấy. Nhân viên không được những quyền lợi như thời sống ở đây. Đại quý, sao? Chúng tôi đã sẵn sàng rồi, cảm ơn. Hãy cư xử tốt với Jack khi cậu gặp anh ấy ở trên đó. Tàu kém 10, xác định vị trí. Cách 7 dặm và đang tiến vào. Chuyến đi chậm nhất đời tôi. Thôi nào, vui lên đi. Đáng lẽ cậu phải làm những chuyện tệ hơn là kém một thứ vũ khí trị giá 500 tỷ đô. Dù gì tớ cũng phải có thêm thứ gì đó kích thích. Này, cậu biết không, tớ đâu phải theo cậu lên trên này. Đúng, không có tớ cậu thấy cô đơn. Tớ là đại diện sinh viên trẻ nhất học viện. Lẽ là tớ có thể đến bất cứ đâu, trạm San Diego chẳng hạn. Bãi biển lướt sóng, cậu vẫn chưa từng lướt sóng mà. Nhưng tớ học nhanh lắm, tớ giữ thăng bằng rất tốt như loài mèo vậy. Mèo ghét nước lắm, Charlie. Trạm phòng thủ không gian trái đất, 4% lực đẩy lùi, rõ. Tàu kéo 10, lực đẩy lùi 4%. Tàu kéo vào vị trí cuối cùng. Họ đã vào vị trí, thưa ngài. Tiến hành lắp ghép trong 3, 2, 1. Khởi động tiến trình tách. Tất cả tàu kéo tản ra. Cậu có nhận thấy chỉ có 36 phụ nữ trên căn cứ mặt trăng này không? Tớ chắc là một người trong số họ, cuối cùng cũng sẽ lượn lờ quanh cậu thôi. Làm sao mà tớ thích họ được? Tớ cũng có những tiêu chuẩn. Cậu đã làm gì? Tớ có làm gì đâu. Nghe như có chuyện gì rồi. Tàu kéo 10 đã va chạm. Các móc kéo đã ngừng lại. Chúng không phản hồi, thưa sếp. Tất cả tàu kéo mau tránh ra. Lùi lại, lùi lại. Charlie, nó sẽ nghiền nát căn cứ mất. Tôi nói là lùi lại. Không được đâu sếp. Jack, đây đâu phải là chiến đấu cơ. Đừng có nhắc nhở tớ. Trung úy Miller, các cậu đang làm gì vậy? Tôi không biết, thưa sếp. Chúng ta sẽ chết. Sẽ chết thế này đây. Sếp, anh ta đang làm chậm cú rơi. Bình tĩnh đi, tớ sẽ bật động cơ hợp hạt. Cậu đi nha, tớ sẽ ốc cháy mất. Phải, khả năng đó rất cao đấy. Cố lên. Động cơ quá nóng. Có thể chứ. Nó thật sự có hiệu quả. Thật lòng thì tớ không nghĩ việc này sẽ thành công. Khỉ thật, lão Trang đang đến kìa. Chồng lão có vẻ cáu. Mấy người này không biết nói tiếng Trung phải không? Sếp, đó là một tình huống nguy hiểm. Các cậu suýt hại chết tất cả. Nhưng tôi đã cứu mọi người. Cậu chẳng được công trạng gì khi dọn dẹp mớ lộn xộn của cậu đâu. Và cậu đã phá hủy một trong những tàu kéo của tôi. Sếp, thật ra có người cần phải đổ tội. Tôi đã mất tập trung. Chuyện này sẽ không tái diễn nữa. Hai cậu bị đình chỉ cho tới khi có thông báo tiếp theo. Tôi vẫn được xem tivi hay... Cậu đâu cần phải nhận lỗi. Thì lão ta ghét tớ sẵn rồi. Sao phải bỏ thành kiến đó chứ?
tàu vận tải 103 ARP-1. Đại tướng Adams, ta đang được dẫn đến nhà giam người ngoài hành tinh Sinh Nga 1. Tổng cục phòng thủ không gian, khu vực 51. Chào đại tướng, hẳn là có chuyện quan trọng. Vợ chồng tôi đang hưởng thụ một buổi sáng tuyệt đẹp trên chiếc giường và buổi sáng đắt tiền. Tôi rất tiếc thưa ngài. Tôi muốn cho ngài xem thứ này. Chào ngài. Nó bắt đầu từ vài giờ trước. Có vẻ như hành vi của chúng đã thay đổi. Sau 20 năm ở trạng thái kiềm tỏa, nối máy chơi gặp giám đốc Levinson, chúng tôi đã thử. Không thể liên lạc với ông ta thưa ngài. Đoàn nghiên cứu Liên Hiệp Quốc Trung Phi, ông cần phải nghiêm túc với tôi. Tôi đã đuổi theo ông khắp thế giới suốt 3 tuần qua, nhưng giờ tôi đã có được ông. Xin lỗi, anh là ai nhỉ? Floor Roosevelt, điều hành viên được chính phủ điều tới. Vui lòng chú ý, đang vào khu vực quân sự, ta nên chạy chậm lại. Chúng ta không muốn bị hiểu lầm là đang đe dọa đâu. Giờ ta sẽ bắt đầu với bộ luật thứ hai. Tôi biết nhiều người có cảm giác tiêu cực khi kiểm tra. Tôi thấy trải nghiệm đó có tính xây dựng. Lôi, những người bạn khá thú vị, lại chào hỏi nào. Chúng ta đang ở đâu vậy? Giám đốc Levinson. Giám đốc. Những gã đó là ai? Là lực lượng phiến quân. Umbutu, thủ lĩnh phiến quân. Tôi nghĩ chẳng có gì phải lo lắng. Ông già mới chết thì tôi nghe nói anh con trai thì ôn hòa hơn nhiều. Này, các anh, rất vui được làm quen. Tôi đang tìm đi Camper Umbutu. Vậy là các anh đã tìm được kho vũ khí của chúng. Chỉ có mỗi anh David Levinson. Karina, em đang làm gì ở đây vậy? Anh tưởng anh là chuyên gia duy nhất mà anh ta gọi tới sao? Rất ngạc nhiên khi gặp em. Một chút xíu. Em hơi ngạc nhiên là anh vẫn còn nhớ tên em. Này thôi đi, hãy chuyên nghiệp nào. Hai ta đều nhớ chuyện gì đã xảy ra khi cố tỏ ra chuyên nghiệp lần trước. Tôi thấy có chút căng thẳng ở đây. Chúng tôi đã gặp nhau ở vài cuộc hội thảo. Tôi cá là ông đã giở trò. Im đi Floyd. Giám đốc Levinson, xin lỗi, ta vẫn chưa xong việc ở đây. Giấy tờ gì thế? Nó trông giống thế này. Vậy là theo Umbutu, con cần một bác sĩ tâm thần. Chuyện bố con chưa được giải quyết cả. Người của ông ta đã chiến đấu với người ngoài hành tinh suốt 10 năm. Sự kết nối của họ là mạnh mẽ nhất em từng chứng kiến. Như thể là tâm trí của họ gắn với tiềm thức của bọn chúng. Ừ, nỗi ám ảnh của em về liên kết giữa con người, người ngoài hành tinh. Phải, anh nói em bị ám ảnh. Thật là đáng yêu. Tại sao họ lại bật được đèn vậy? Chúng tôi không bật. Nó tự bật lên đấy, từ 2 ngày trước. Tất nhiên ngài biết đây là con tàu duy nhất đã đáp xuống vào năm 1996, nên tôi rất biết ơn khi ngài cho phép chúng tôi được tiếp cận. Ngài Umbutu, bố ngài là người rất ngoan cường. Sự kiêu hãnh của ông ta khiến tôi mất nửa quân số, bao gồm các em trai tôi. Tôi rất lấy làm tiếc. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Chúng ta khoan. Để làm gì? Anh không biết. Chúng đã ngừng khoan từ lúc nào? Khi các vị cho nổ tung con tàu mẹ. Giờ có cách nào lên trên đó không? Hai người không sợ độ cao đấy chứ? Nó cao bao nhiêu? Ôi chúa tôi, cùng là hình mẫu đó. Vậy là tín hiệu xuất phát từ con tàu này. 20 năm trước, khi chúng tôi phá hủy con tàu mẹ, chúng tôi phát hiện có sự bùng phát trong dải tần số X đi thẳng vào không gian.
Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 7. Tính huyện báo nguyên. Hôm nay là ngày 4 tháng 7. Cứ như là có người đã nhấc máy và trả lời rồi ấy. Anh sắp phát điên trên này rồi, anh không thể chịu đựng được nữa. Nói em nhớ anh thế nào đi. Thật ra thì tham mưu trưởng có một cậu thực tập khá đẹp trai, không cao bằng anh nhưng lại có núm đồng tiền. Cậu biết chơi cello. Anh biết em nhớ anh nhiều mà. Anh sẽ trộm tàu và quay về gặp em bây giờ. Không, làm ơn đừng làm thế. Lần trước anh làm vậy họ đã phạt anh thêm một tháng. Đó còn phải hai phút đẹp nhất đời em sao? Nhưng em muốn chồng sắp cưới của em vậy hẳn cơ. Chuyện gì vậy? Mấy hôm nay bọn anh gặp phải hiện tượng tăng giọt công suất. Em xem ảnh mấy căn nhà anh gửi chưa? Chưa, em chưa xem. Em chỉ không sao cũng không vội. Hôm nay em gặp Đê lên ở Nhà Trắng đấy. Em nghĩ hai anh nên nói chuyện. Cậu ta thì giang tay bắt tổng thống, còn anh thì chết giết trên mặt trăng. Hẳn là hay ho lắm. Anh đã sức giết anh ấy nhớ không? Cho anh ấy chút tôn trọng đi chắc. Mất kết nối. Cảm ơn đã sử dụng QQ. Thưa quý vị, xin cùng chào đón phi đội di sản quốc tế. Đại quý Hiller, tưởng nhớ ông ấy đã mất khi đang bay. Cảm giác của anh thế nào khi bay lên mặt trăng tự nhiên mang tên bố anh? Ông ấy hẳn sẽ thích nó. Thật buồn khi ông ấy không có ở đây để thấy điều đó. Đại quý Lao, Trung Quốc đã tham gia chương trình phòng thủ không gian địa cầu. Cô có muốn nói gì với những người ở Nhà Trắng không? Mẹ không muốn nhắn tin cho con, mẹ muốn nghe tiếng con nói. Có chuyện gì thế ạ? À? Không gì. Con trai mẹ đang tự khẳng định mình. Mẹ sẽ ổn đúng không mẹ? Hãy nói với mẹ con sẽ cẩn thận khi lên trên đó. Căn cứ mặt trăng, đây là phi đội di sản. Chúng tôi đã vào điểm cuối, yêu cầu cấp phép hạ cánh. Yêu cầu được chấp nhận. Chào mừng đến mặt trăng, đại quý. Bình tĩnh nào, chỉ cần không đánh hắn, dễ thôi. Tôi cũng xin chữ ký được chứ? Trở lại làm việc đi. Bắt chan. Trông cháu ngày càng giống mẹ. Đó là điều mà cô gái nào cũng muốn nghe đấy. Sữa mặt trăng Man Milk. Tôi đã tìm cậu mãi, tớ có tình tốt, sao? Phi công ở phía Trung Quốc cử tới, sẽ là vợ tớ, và tớ chắc như đinh đóng cột. Tìm tớ thì muốn nổ tung, như thế tâm hồn bọn tớ đã gắn kết. Hắn vừa bước vào, đúng không? Đúng vậy. Được rồi. Cậu không định uống hết sao? Phiền anh tránh ra. Hai ta đều biết chuyện gì xảy ra khi anh đi vào đường của tôi. Tôi đã đợi rất lâu để làm điều này. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tôi đang hỏi anh đi. Dân tôi chỉ huy. Sàn nhà trơn quá. Nếu tôi là ông, tôi sẽ cẩn thận hơn. Rất vui được gặp anh, Dallin. Tí nữa là tớ đã lao đến đấm lại hắn. Tớ nghĩ là cậu lựa chọn đúng đó. Cậu đã suýt giết hắn, nhìn đó là lý do họ có vé phóng cứu nạn. Không, tớ đã đi quá xa. Đó là cách duy nhất để tớ có thể thu hút sự chú ý. Cậu sẽ không bao giờ được lãnh đạo phi đội đó. Đó không phải là cách thế giới này vận hành. Cậu hiểu không? Cậu ta có gia thế tốt, còn ta chỉ là mồ côi. Cậu biết không, điều cuối cùng tớ nói với bố mẹ là tớ hận họ. Lý do duy nhất mà tớ vẫn còn sống là họ quẳng tớ vào cái trại ngu ngốc đó. Tớ vui vì họ đã làm vậy.
bởi vì cậu là gia đình duy nhất của tớ. Được rồi, lật bài cuối, ai thắng sẽ chỉ huy phi đội di sản. Sao cậu không từ bỏ đi Morrison? Vị trí thứ hai cũng đủ với cậu rồi. Phải xem thế nào đã. Đại quý Hiller bên trái này không đủ khoảng trống. Chết tiệt, cậu sắp dao vào cánh của tôi. Trung tâm tôi đang rơi, bật ra. Bác sĩ O'Brien vui lòng báo cáo với bộ phận phẫu thuật, bệnh viện Marilyn Whitmore, khu vực 51, bang Nevada. Chào buổi sáng Brakis, hôm nay thế nào? Tôi mang hoa mới cho ông đây. Monocotin tươi nhất, hay còn gọi là hoa lan nướng. Và khi nó nở bông, mùi oải hương sẽ khiến ông ngây ngất. Ông có tin chuyện này không? Ông đã hôn mê 7.300 ngày rồi đấy. Tôi đã làm cho ông một món quà. Tôi đã tham gia lớp dạy đàn. Bị ngứa hả? Nếu ngứa thì nói tôi biết nhé. Chúa ơi, ông tỉnh lại rồi. Ta có thắng không? Eric, gọi đội y tế đến đây. Ông ấy tỉnh lại rồi. Kính của tôi đâu? Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Đây, nó ở ngay đây. Tôi đã ngất đi bao lâu rồi? Lâu lắm, đã lâu lắm rồi. Phải, tôi có thể nhận thấy được. Ông có hơi phát tướng đấy. Lại còn hói nữa. Nhưng trông ông vẫn còn ngon lắm. Đây là ảnh thu được từ Hubble. Có loại lực nào đó đang kéo dành đa sao thổ. Chúa ơi, vậy căn cứ phòng thủ trên đó thì sao? Nó tiêu rồi. Và không chỉ mỗi căn cứ mà toàn bộ mặt trăng cũng biến mất. Nâng mức cảnh báo lên đỏ, tuân lệnh. Em yêu, anh muốn em dọn đồ và chuyển đến chỗ chị em ngay. Những biểu tượng này xuất hiện nhiều hơn bất cứ biểu tượng nào em từng gặp. Hãy nhìn những điểm tương đồng. Sao anh lại không thấy sự liên quan chứ? Không không, không phải anh không thấy. Anh chỉ thấy là có nhiều vấn đề bất thiết trong việc phân tích hình vẽ. Như là một con tàu vũ trụ đang quay trở lại đây. Thưa ngài, vì vậy ta đã mất toàn bộ liên lạc với sao thổ. Cái gì? Ta cần báo ngay cho tổng thống. Chúng tôi đã thử rồi. Tanner nói sẽ gọi lại cho ta khi đã xác định được. Có thể bỏ qua Tanner, có thể nói máy đến tổng thống ngay. Tôi làm ngay, cảm ơn. Ít nhất thì bố ông cũng tha cho lũ voi. Làm thế thì tốt cho ông ấy. Nhìn đây, xe hậu vụ rơi ở Roseway năm 1997. Người nông dân đã tiếp xúc với hình vẽ hình tròn tương tự. Và mỗi khi em phỏng vấn những bệnh nhân và cho họ xem thứ này, họ đều có những biểu cảm giống nhau, sự sợ hãi. Và tôi không nghĩ đó là một hình tròn. Vào cái đêm con tàu xuất hiện, tôi đã trải qua ảo thị mạnh mẽ nhất từng có. Và tôi đã vẽ cái này. Không thể tin được, làm sao anh có thể giải mã ngôn ngữ của chúng nhiều như vậy? Chúng săn chúng tôi. Chúng tôi phải học cách săn lại chúng. Câu đó có nghĩa là bạn thật xinh đẹp. Cảm ơn cậu. Cậu phải nói cậu, cậu phải tháo độ thu hạ âm trước khi cậu cấu hình lại ống plasma nhiệt hóa. Sao không bỏ nó xuống và vào giúp tớ? Cô ấy kia rồi, nó đang xảy ra. Khỉ thật. Một phản ứng hóa học hoặc một đang hoạt động. Toàn bộ máu của tớ đều dồn lên đầu. Đầu trên á, tớ sẽ đi tự giới thiệu. Không có vấn đề gì. Khỉ thật. Hắn em là phi công do phía Trung Quốc gửi tới. Lá cờ khổng lồ đó tiết lộ hả? Là như thế. Cả việc anh nghe em nói tiếng Trung trước đó. Anh không biết em có muốn đi đâu không? Uống nước hoặc có lẽ là yêu. Không phải anh hơi trẻ cho việc đó sao? Anh đã 23 tuổi rưỡi rồi. Nhân viên báo cáo cho trạm ngay lập tức. Báo cáo cho trạm ngay lập tức. Khởi động vũ khí chính.
Nối máy đến hội đồng bảo an cho tôi. Rõ. Hiện lên màn hình. Sếp, gì thế? Nó vừa xuất hiện. Một phi thuyền không gian. Thưa Tổng thống, nguyên thủ các nước đang kết nối. David, anh có thấy thứ này không? Có, thưa bà, tôi đang nhìn nó đây. Chúng có thể khởi động tấn công. Ta cần tấn công trước. Đợi đã, theo quan sát của tôi, thiết kế và công nghệ của con tàu này không giống thứ để tấn công ta. Tôi nói rằng đây không phải là chúng. Nếu anh sai thì sao? Nếu bà sai, ta sẽ khai mào cuộc chiến với một chủng tộc mới. Lúc này ta đã biết căn cứ sao thổ đã bị phá hủy. Thưa bà, đây có thể là một cuộc tấn công liên hoàn. Đưa Đại Bác vào vị trí khai hỏa. Tuân lệnh. Chúng ta nên thận trọng và nghe theo ý kiến của giám đốc Levinson. Các thành viên còn lại của hội đồng thế nào? Hãy hoãn hoạt động cho đến khi biết thêm thông tin. Chúng ta phải quyết đoán. Tôi ủng hộ tấn công. Tôi cũng ủng hộ tấn công. Thưa bà, tôi cần một câu trả lời. Ngài chỉ huy, hạ nó đi. Đã quá mục tiêu. Tôi nghĩ đây là một sai lầm. Hãy đợi thêm chút nữa. Khai quả. Cho tôi xem hình ảnh. Nó đâm vào hố Van der Graaf. Ta không thu được bất cứ tín hiệu sự sống nào. Hy vọng ta đã làm điều đúng đắn. Thưa bà, ta cần cử một đội đến kiểm tra vật thể đó. Ta cần phải biết ta vừa bắn hạ ai. Không có dấu hiệu sự sống, chúng ta có thể từ từ triển khai. Ta có thể cử một đội đi, nhưng David cần có mặt ở Washington. Có thể không chính trị hóa chuyện này được không? Tôi phải lên đó tìm câu trả lời. David, anh có thể dẫn một đội lên đó, nhưng chỉ sau buổi lễ kỷ niệm. Anh nghe Tổng thống nói rồi đó. Tôi muốn thấy anh bên cạnh chúng tôi với nụ cười rạng rỡ. Anh muốn thấy tôi cười rạng rỡ sao? Anh ta vừa giật máy trước mặt tôi sao? Có phải là thế thưa ngài? Cậu đi đâu vậy? Tớ thật sự nghĩ cậu cần suy nghĩ kỹ chuyện này. Được rồi, tất cả ra ngoài, tôi sắp cất cánh. Đợi đã, tàu của ta không bay được. Thế nên ta sẽ tàu của Mike. Charles không tức chuyện này đâu. Vào khoảng 21 giờ, trung tâm phòng thủ không gian địa cầu đã đẩy lùi một cuộc tấn công bên ngoài nhắm vào hành tinh chúng ta. Đó không phải là bọn chúng. Bố không thể biết chắc chắn được. Đó không phải bọn chúng. Bố phải nói cho cả thế giới biết. Thưa ngài, đến giờ uống thuốc rồi. Tôi phải nói chuyện với những người lãnh đạo có liên quan. Matthew, anh để chúng tôi ở riêng một chút nhé. Con không nên tốn thời gian với một lão già gàn dở. Con từ bỏ việc bay chỉ để chăm sóc bố. Bố biết con yêu thích công việc đó như thế nào. Con nên ở bên Jack. Anh ấy ở trên mặt trăng mà. Bố nhớ ra chưa? Vậy thì con ở cạnh Tổng thống. Con đang ở bên Tổng thống đấy thôi. Chúng đang trở lại. Và lần này thì ta không thể ngăn chặn được chúng. Anh sẽ trả thù cho em. Đợi đã, tôi cần biên nhận. Sao không biết giả này vậy? Cậu ta là chồng sắp cưới của Patricia. Cảm ơn cậu rất nhiều, làm tốt lắm. Có người gọi taxi hả? Cảm ơn vì đã làm việc này. Không vấn đề gì, đi nhanh nào, vì tôi đã ăn trộm con tàu này đấy. Tôi sẽ đi với ông. Không, đây là hoạt động phòng thủ không gian địa cầu, tuyệt đối hạn chế với công dân và thủ lĩnh phiến quân. Tôi đã đẩy ông vào. Sẽ thật không ngoan nếu ông đáp lại. Vậy anh ta đi đâu chứ?
Em cũng đi. Catherine, cái gì đó ngoài kia thu hút anh ta và em phải đi xem mới là gì. Xin lỗi giám đốc Levinson, ông nghĩ ông đến chỗ quái nào chứ? Sao không đi cùng bọn tôi? Mọi người đều đi cả, có thể sẽ tốt cho cậu đấy. Ông không lên thứ đó. Và tôi cũng vậy, chúng ta sẽ ở lại đây và... Chào. Tôi chưa từng đi tàu kéo, có gì cần lưu ý không? Có nhiều điều cần lưu ý lắm. Dĩ nhiên phải cắt đà vào. David, ông ngồi xuống đi. Ngồi ở đây sao? Ông sợ à? Đây không phải gì tôi ưa thích. Đừng lo, tôi ổn mà. Nhưng việc đó là có chủ ý. Cái gì? Được rồi, ta đi nào. Tôi đã quên là tôi ghét việc này thế nào. Cũng không tệ lắm. Tôi vẫn chưa khởi động động cơ hợp hạch đâu. Và trong những thời khắc đen tối nhất, khi tất cả hy vọng đã mất, tôi đã nói đừng bao giờ từ bỏ. Các bạn phải có niềm tin. Và trong thời khắc đó, nó đến bên tôi như một tiếng sét. Đó chính là lúc tôi nảy ra ý tưởng có thể cứu cả thế giới. Thưa ông. Ông ấy đây rồi. Mừng trở lại. Cuốn sách này là một món hời, giá 9.95 đô. Là một món quà tuyệt vời cho cháu chắc của mọi người. Nếu như các vị may mắn có một đứa. Không cần phải vội. Bố dậy rồi hả? Vậy mà con tưởng ta sẽ cùng xem buổi lễ qua TV. Đó là gì vậy? Ta đang bơi bọt dùng mảnh vỡ của con tàu mẹ cũ. Đừng lo, cơ bản là tàu của ta chắc như xe tăng không gian. Xe tăng không gian thật à? Ta sắp đến hố Van der Graaf. Nó kia rồi. Đó là bãi xác tàu. Ngày hôm nay, chúng ta vinh dự trước sự hiện diện của những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm đã từng thách thức những bất lợi không thể vượt qua và dẫn dắt chúng ta đến chiến thắng trước kẻ xâm lược ngoài hành tinh cách đây 2 thập niên. Tướng Ray và người vợ xinh đẹp Audrey. Chúng tôi cảm ơn ông về sự lãnh đạo kiên định của ông. David Levinson ở chỗ quái nào vậy? Ta đang tìm kiếm thứ gì? Hy vọng chúng ta sẽ biết nó là gì khi thấy nó. Có cách gì thấy được những gì họ đang thấy không? Bà còn có thể nói chuyện với họ nữa. Hình xăm đẹp đấy. Đó là số kẻ ngoài hành tinh mà anh đã giết phải không? Sao anh làm được vậy? Anh phải tấn công chúng từ phía sau. Catherine, anh nghĩ anh vừa tìm thấy một hình vẽ khác cho em. Charlie, nói ban chỉ huy chuẩn bị phòng thí nghiệm ở khu vực 51. Tình hình trên đó thế nào, đại quý Hewler? Ta thật bé nhỏ khi ngắm vẻ đẹp của địa cầu từ nơi này, thưa bà. Vào ngày này năm 1996, Tổng thống Wilmore đã tuyên bố một cách mạnh mẽ: chúng ta sẽ không im lặng chìm trong bóng tối. Và chúng ta đã làm đúng như vậy. Tổng thống Wilmore. Ngạc nhiên chưa? Thưa quý ông quý bà, một anh hùng chiến tranh vĩ đại khác, người số 1 và duy nhất, Tổng thống Thomas Wilmore. Xin hãy nói đôi lời. Hôm nay sẽ không là... Tôi đến để cảnh báo mọi người. Bố ơi, bố.
này lớn hơn cái lần trước. Chết tiệt, Sally, cậu nên đến đón bọn tớ. Càng sớm càng tốt, đến ngay đi. Tớ đến đây, mọi người cắt dây an toàn vào, sẽ sốc lắm đấy. Charlie, cậu đang ở chỗ quái nào vậy? Đàn bà với cơn ác mộng của đời tớ đây. Nắm lấy tay tôi, cố lên, với lên nào. Chúng ta vào rồi, khóa cửa. Vừa nhận được cái này từ một trong những vệ tinh mặt trăng. Con tàu này có đường kính hơn 4.828 km. Thế quái nào mà ta lại để lọt nó chứ. Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng thủ và cho ngừng ngay buổi lễ kỷ niệm lại. Chú ý, ta đang có tình huống khẩn cấp. Thưa bà tổng thống, đi ra khỏi đây ngay. Vui lòng bình tĩnh trật tự rời khỏi khu vực. Phải đi ngay thôi, không đi nếu không có cái hộp đó. Tôi hiểu ý không? Charlie, cậu điều khiển cánh tay. Trả lời tớ đi Charlie, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khỉ thật, cậu nói khỉ thật là có ý gì? Tớ đã cố hết sức đi, đừng cãi nhau nữa, hãy tóm lấy nó. Được rồi, đi thôi. Một ngọn núi đang bay thẳng về phía chúng ta. Bám chắc vào. Chết tiệt, tôi đang mất tốc độ. Chúa ơi, nó có trọng lực riêng. Vậy là sao? Nghĩa là ta sẽ đi nhờ xe. Nghĩa là ta sẽ bị kẹt giữa thứ này sao? Chuẩn bị vũ khí chính. Ta đã nạp đạn năng lượng và phá mục tiêu. Khai hỏa. Không có tác động. Không có tác động. Cho phép tham chiến. Từ chối. Tất cả chiến cơ tránh sau vùng nổ. Chuẩn bị vũ khí chính và bắn lại. Phía trên chúng ta có gì đó đang diễn ra. Chỉ huy, tất cả sơ tán. Đi 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 đi. Ben, cẩn thận. Rõ. Dự kiến nó sẽ vào khí quyển trái đất sau 22 phút nữa. Nếu không thay đổi vận tốc hiện tại, nó sẽ bẻ gãy hành tinh thành đôi. Ta không thể để chuyện nó xảy ra. Tên khởi động hệ thống phòng thủ quỹ đạo. Dân thứ ba. Đại tướng Adam đã khai nòng và sẵn sàng khai hỏa. Bắt đầu đếm ngược cùng lúc. Rõ thưa chỉ huy. Đang đồng bộ. Bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, chuẩn bị đi nào. 3, 2. Đại tướng, hệ thống phòng thủ châu Á Thái Bình Dương đã mất tín hiệu trước khi khai hỏa. Dân, thưa sếp, đã rõ. Trái còn sống, cậu ấy vừa gọi từ mặt trăng. Cậu ấy đi cùng giám đốc Robinson, họ đang trên đường tới khu vực 51. Chiếc trực thăng đại kia đã sẵn sàng cất cánh. Thưa bà, có thể đưa bố tôi đến núi Chaiang được không? Có, tất nhiên rồi. Bố sẽ đi với con, Patrick. Bố, con sẽ cần bố đó. Hãy chúc chúng tôi may mắn. Thưa bà, chúng ta phải đi.
tôi sẽ nói chuyện với cấp trên của tôi. Ông sẽ có đủ số tiền ông cần. Đèn xanh đó là gì vậy? Con tàu sẽ hạ cánh xuống Thái Bình Dương, dùng nào? Toàn bộ thưa bà. Hãy ban hành lệnh sơ tán đến các vùng duyên hải. Tôi không nghĩ còn thời gian đâu. Vậy kế hoạch là gì? Ta có chưa tới 20 phút để đưa tất cả bệnh nhân ra khỏi đây. Đi nào. Dân. Còn hai người đang được phẫu thuật, đưa họ về phòng hậu phẫu thật nhanh. Tất nhiên rồi ạ. Cứu tôi với. Tôi đi rồi, tôi sẽ không bỏ cô. Đi lên sẽ phải đi xuống. Chúng ta thoát rồi. Ta sẽ lượng có kiểm soát. Rơi, như thế người ta gọi là rơi. Không, lượng có kiểm soát. Bọn nó có thích phá hủy những địa danh nổi tiếng. Được rồi. Chúng ta chết rồi sao? Vẫn ổn. Bỉnh ra quần hả? Ừ. Tôi cũng vậy. Ta có thể lặn qua chỗ này. Anh chắc chứ? Phải, 100%. Đây, ngay chỗ này, lối vào thích hợp nhất. Tôi hiểu rồi. Thuyền trưởng có yêu cầu sơ tán tất cả ra khỏi khu vực. Có số vàng trị giá 150 triệu đô trên chiếc tàu đó. Bọn họ nghĩ ta sẽ bỏ nó sao? Bọn họ mất trí rồi. Thuyền trưởng, ông nên tới xem cái này. Gửi đến những ai thu được tiếng nói của tôi. Sắp có một cuộc hủy diệt ngoài sức tưởng tượng diễn ra ở bờ đông. Điểm tập kết của tất cả máy bay còn lại là khu vực 51. Ren, cô chỉ huy nhé. Tôi sẽ gặp cô ở đó. Tôi phải đi gặp một người. Chúc may mắn. Em ổn chứ? Mẹ em sống ở London. Có lẽ bà ấy vẫn ổn. Có lẽ thế. Bố đang ở đây à? Trên tàu chứ ở đâu? David, cái này còn lớn hơn cái đợt trước. Bố có thể thấy nó sao? Nghe con này, bố phải lên bờ càng nhanh càng tốt. Bố, David. Thôi, Thánh Moss ơi. Đợi đã.
Đợi đã. Chúng ta sẽ chết mất. Không không, nhìn tôi này. Chúng ta sẽ không chết. Marina, an toàn. Tôi thấy có người trên nóc bệnh viện, cần sơ tán ngay lập tức. Được rồi, có tôi đây. Được rồi, đi nào. Đưa đứa bé cho ông ấy. Cô ổn rồi, hãy giữ nó cẩn thận. Được rồi, ông ấy bế đứa bé rồi. Lên máy bay đi, ta phải đi ngay. Kéo bẫy lên. Mẹ ơi. Kéo bẫy lên, kéo lên. Không, mẹ. Ôi trời. Sao mình lên con tàu này chứ? Mừng ngày trở lại, thưa tổng thống. Ngài đi xa lâu quá rồi. Cảm ơn. David Levinson có ở đây không? Chưa đến. Tàu cát của Morrison còn cách 10 phút. Bảo họ gặp ta ở nhà giam. Ta cần phải phỏng vấn một tên. Cái quái. Chúng càng điên hơn. Và càng điên hơn. Ngài Tổng thống, tiến sĩ Okun, ông tỉnh lại rồi. Rất tỉnh. Sao chúng gào thét vậy? Không không đâu, chúng không gào thét. Chúng đang ăn mừng. Một trong những buồng giam đang gắn với căn phòng. Bố tôi đâu? Tôi nghĩ ông ấy vào trong đó. Lấy vũ khí đi. Đi nào. Đi nào. Ta có vũ khí ngoài hành tinh hả? Chấp nhận ghi đề hệ thống. Phòng cách ly được kích hoạt. Sao mấy vào trong này được? Bố, nguy hiểm lắm. Đường mấy đặt ở đó đi. Ông ấy đã ghi đề hệ thống. Xin ngài hãy mở cửa ra. Mọi người đừng lo cho tôi. Hãy cố khai thác rất nhiều thông tin. Không, đừng. Ritmore đã tự nhốt mình trong đó. Người có nghe thấy chúng ta không? Bà ấy đã tới. Bà ấy là ai? Bà ấy là tất cả. Bà ấy muốn gì? Cái này có nghĩa là gì? Biểu tượng này có nghĩa là gì? Tại sao ngươi lại sợ cái này? Nó đang giết ông ấy. Đủ rồi. Di chuyển đi, hạ nó ngay. Thank you.
phải dẫn thở. Ai đó gọi đội y tế ngay. Nó chết chưa? Tôi đã nói rồi, Aki giết chúng từ phía sau. Daisy, nín đi nào. Cô bé sợ mà, được chứ? Em muốn mẹ. Ta sẽ tìm bãi. Bố mẹ chết hết rồi. Im đi được chưa? Đủ rồi đấy. Chị đâu có bằng lái. Nhìn quanh em đi, em nghĩ sẽ có người bắt ta lại sao? Đài radio nói đãi đi sâu vào nội địa, và đó là nơi chị đang đi. Trên tàu có người. Chị không dừng lại đâu, được chứ? Ông ấy đang cử động. Ông ấy cần ta giúp càng dừng xe lại. Thật không tin được. Nhanh lên được chứ? Em nghĩ ông ấy chỉ ngất đi thôi. Em không nghĩ đây là trùng hợp. Thứ này xuất hiện ngay trước khi bọn chúng tấn công. Anh nghĩ em đúng. Practice, trở lại giường đi ông bạn. Các anh lấy thứ này ở đâu vậy? Từ con tàu mà ta bắn hạ. Ta cần cắt nó ra. Giám đốc Levinson, đến trung tâm chỉ huy ngay lập tức. Ông hãy gọi cho chúng tôi khi có phát hiện gì đó. Đi nào mọi người, đi nào. Ông bạn tôi rất vui khi ông muốn quay lại làm việc. Nhưng chúng tôi nên kiếm cho ông cái quần. Quần sao? Được rồi, đi nào. Sao anh không cho tôi biết tôi đang ở mông chứ? Chúng ta đã có hình ảnh của con tàu. Những chấm đó là gì? Hẳn là lũ người ngoài hành tinh. Cái khối đó là gì thế? Vui lòng phóng tàu dùng đó lên. Đó là thứ mà tên ngoài hành tinh đã nói đến. Bà ấy là tất cả. Giám đốc Levinson, tôi đã kết nối trực tuyến với các nguyên thủ quốc gia. David, anh có gì nói với chúng tôi không? Chúng tôi giống như một cái tổ, và tôi nghĩ mình vừa tìm được nữ chúa của chúng. Đây là ảnh hồng ngoại toàn cầu, và chúng tôi nghĩ đây là bà ta. Thưa tổng thống, ngay ở chính giữa. Chúa ơi, tướng Adam, ta có hình ảnh trực tiếp từ máy bay, chiếu lên đi, tuân lệnh. David, đây là một trong những mũi khoan plasma mà anh đã nhắc tới sao? Tôi tin là vậy. Đường kính của lỗ khoan là hơn 1.6 km. Lớn hơn cái lỗ ở châu Phi tận 20 lần. Tôi nghĩ chúng nhắm đến lỗ nóng chảy của ta. Nghĩa là khi không có từ trường, khí quyển của ta sẽ bốc hơi. Về cơ bản thì sự sống sẽ kết thúc trên hành tinh này. Anh muốn nói là chúng ta đã kết thúc rồi sao? Không nhất thiết như vậy. Mũi khoan ở châu Phi ngừng lại lúc ta diệt con tàu mẹ năm 1996. Hẳn là có một nữ chúa trên con tàu đó mà ta không biết. Giả sử lý thuyết này là đúng, đại tướng, ta có thể tiêu diệt mụ. Có lẽ nó lại có tác dụng. Được rồi, tôi cho phép tấn công trả đũa tức thời. Cứ làm đi, triển khai các chiến cơ ngay lập tức. Chú ý, toàn bộ phi công hợp giao nhiệm vụ trong 10 phút nữa. Gặp anh sau buổi giao nhiệm vụ, được chứ? Tôi rất tiếc. Tôi đã ở ngay đó. Tôi đã không thể cứu bà ấy. Tôi đến quá muộn. Tôi có thể là người cuối cùng mà anh muốn nghe lúc này. Tôi đã từng ở hoàn cảnh của anh. Tôi biết nó đau đớn thế nào. Bà ấy không muốn anh từ bỏ. Đi nào anh bạn, anh phải dẫn dắt bọn tôi. Hẹn gặp anh trên đó, trung úy.
cao. Khối màu đỏ trên đỉnh con tàu là mục tiêu của các bạn. Chúng tôi sẽ cử một đội máy bay không người lái trước để vô hiệu hóa lá chắn của chúng. Nhiệm vụ của các bạn là bay yểm trợ cho các máy bay ném bom được trang bị đầu đạn hợp hạch lạnh. Vụ nổ sẽ xuyên qua lớp vỏ và tiêu diệt nữ chúa của chúng. Giáo quý Himmler sẽ cho các bạn biết về kế hoạch bay. Tất cả chúng ta sẽ dồn về đó cùng lúc. Nhưng ai đến mục tiêu trước tiên, người đó sẽ tấn công. Ta phải biết rằng chúng sẽ dốc toàn lực tấn công chúng ta. Vậy nên bằng mọi giá phải bảo vệ các máy bay ném bom. Tất cả chúng ta đều mất những người thân yêu. Vì vậy hãy chiến đấu vì họ. Anh sẽ quay lại. Anh hứa với em. Hãy bắt chúng trả giá. Không lẽ lên đó kết bạn với chúng? Em đã xem các căn nhà. Ngôi nhà trên phố Harrison. Có lối đi lát đá. Nhiều năm vẫn còn ở đó. Nó sắp thành sự thật. Sắp thành sự thật rồi. Tất cả vào đội hình, theo tôi. Giờ là ngày 4 tháng 7. Hãy cho chúng ngắm pháo hoa. Tôi muốn anh cho tôi một thanh kiếm và dạy tôi tất cả những gì anh biết. Anh biết không, tôi sẽ tìm ra cách gì đó. Rốt cuộc thì các anh đang làm gì vậy? Thế giới sắp kết thúc rồi. Tệ hơn nữa là chúng ta đã mất số vàng. Vậy nên chúng tôi quyết định sẽ uống một chút. Chính phủ Hoa Kỳ đang gọi, nói người ngoài hành tinh đang khoan vào lõi địa cầu và họ cần tìm một tàu trong khu vực để theo dõi chúng. Chỉ còn lại mỗi chúng. Nói với họ, ta sẽ làm với giá 100 triệu đô. Nhìn gã này xem. Đợi một chút. Họ nói là thỏa thuận thế đi. Tôi làm đây. Tôi làm đây. Nhìn kìa sang. Họ rời khỏi đường rồi. Có lẽ ta cũng nên làm vậy. Khỉ thật. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Bọn cháu đã cứu ông. Cảm ơn cháu. Đây thực sự là ông mà. Dĩ nhiên là ông rồi. Còn ai vào đây nữa? Con trai ông trông như thế nào? Xin chữ ký giúp bọn cháu được không ạ? Bao lâu thì hai người gặp nhau một lần? Gần đây thì ông chỉ gặp nó vào ngày lễ tạ ơn. Nhưng thật không may, năm ngoái nó phải hủy bỏ. Còn các cháu thì sao? Bố mẹ các cháu đâu? Bọn cháu đang đi thăm ông bà ở Florida. Ông hiểu rồi. Giờ ta đi đâu đây, ông Levinson? Ông nghĩ nơi an toàn nhất cho chúng ta bây giờ là ở bên David. Vì cô là chuyên gia đầu ngành nên tôi thực sự muốn cô xem thứ này. Sao kết nối không mấy mạnh vậy? Trong cuộc tấn công đầu tiên, anh ta bị tinh thần của chúng bao phủ hoàn toàn không sàng lọc. Tôi cần hỏi ông ấy về chuyện này. Tôi làm việc đó rồi. Ông ấy thậm chí là chẳng nhớ là đã dễ chúng. Hãy khám phá cục cưng này nào. Tôi đã giúp mang thứ đó về trái đất đấy. Tôi có thể giúp gì không? Có đấy. Lùi lại giùm cái. Được thôi. Chỉ huy, chúng tôi đã thấy địch. Nghe rõ, đại quý kêu lên. Tiếp tục tiếp cận. Nhiệm vụ được phép tiến hành. Khoang 18 thưa ông, sao các ông lại cất nó tiếp trên đó chứ? Đưa tụi cái đó, đưa nó xuống đây, nhanh lên. Các anh không thể để nó ở ngành dưới cùng sao? Được rồi, đến đây nào, bé cưng đây rồi.
Gì thế? Súng laser của người ngoài hành tinh sao? Không, súng laser của Okun. Sao chúng không tấn công ta? Coi chừng cậu được ước thấy đấy. Đó là tàu của nữ chúa. Máy bay ném bom chuẩn bị thả. Cậu chỉ toàn nói xui xẻo thôi. Tránh, tránh. Cả đội rút lui. Theo phải, di chuyển đội hình phòng ngự. Xuống xuống. Bảo vệ máy bay ném bom. Chuối xuống. Chỉ huy, tàu nữ chúa phòng thủ dày đặc quá. Chúng tôi phải tái lập nhóm và tìm cách tấn công mới. Có địch đến. Chết tiệt, chúng nhanh quá. Chúa ơi, nhìn quá lực của chúng kìa. Ta tóm ngươi rồi, ta tóm được ngươi rồi. Chúng khốn nạn thật. Thôi nào, giúp tôi ra khỏi đây. Để tôi giúp. Đây lên, đó là tôi, hướng 12 giờ. Nào nào, lượn trái. Anh có thể cảm ơn tôi sao? Không, tôi sẽ cảm ơn anh luôn. Giữ mất máy bay đến bom số 9 và số 13 thưa ngài. Chỉ huy, chúng tôi không thể bay lên đỉnh con tàu. Quá lực của chúng quá mạnh. Chúng tôi đang rụng như sung. Cố lên. Chúng ta cần phải bay vào trong. Không, như thế là tự sát. Chết tiệt. Morrison nói đúng, đó là cơ hội duy nhất của ta. Làm đi, chúng tôi sẽ kích nổ bom ở cơ quan chỉ huy. Và các anh sẽ có đủ thời gian để rời khỏi đó. Nghe rõ, Jack, theo sự chỉ huy của tôi. Tôi đang theo anh đây. Tất cả máy bay ném bom, ta sẽ bay vào trong. Chúng không bám theo ta. Lập đội hình do anh chỉ huy. Charlie, nhìn những cánh đồng bên dưới đi. Chúng có cả hệ sinh thái riêng. Thưa ngài, bố còn phải bảo họ. Mụ ta biết họ đang vào. Chúng ta đã thấy mục tiêu. Mục tiêu đây. Đó là mục tiêu ta đến đây. Tất cả máy bay đánh bom, mở cửa khoang chứa bom. Đưa họ ra khỏi đó. Đó là cái bẫy. Coi nào, không. Chỉ huy, động cơ của tôi bị hỏng. Động cơ của chúng tôi bị hỏng. Cố khởi động lại. Chúng tôi đang rơi, đang rơi. Không thể khởi động lại. Tôi nào, không. Chúng tôi mất toàn bộ năng lượng rồi. Chỉ huy, ông cần phải kích hoạt bơm. Đó là cách duy nhất. Đừng để chúng tôi chết vô ích. Làm đi. Bà tổng thống yêu cầu được cấp quyền. Yêu cầu được chấp nhận. Tiến trình phát nổ đã được kích hoạt. Hãy nói với Patricia là tôi yêu cô ấy. Em cũng yêu anh. Trong 5, 4, 3, 2. Không có tác dụng. Quả bom bị phong tỏa bởi lá chắn năng lượng. Nhắc lại, quả bom bị phong tỏa. Mất tín hiệu của họ rồi, thưa ngài.
Đợi đã, có gì đó đang diễn ra. Mụ đã giữ chúng ta. Tenner, tôi cần báo cáo tình. Chúng tôi đang cố. Các vệ tinh đã bị hạ. Giờ chúng ta đã mất hết tầm nhìn. Ngài Tổng thống, sẽ không có hòa bình. Cái máy này sẽ làm lay động các viên pha lê. Tôi đã làm nó vào năm 1994 để cất nó lên kệ sau vụ phân khu 3 bị tan chảy. Đây, để nó lên đây. Rakis, anh đã cố gắng quá sức đấy. Cái thứ đó làm gì ở đây? Được rồi, qua nhé, đứng qua bên kia đi. Đợi đã, tan chảy gì cơ? Ông thấy thứ này đủ an toàn để dùng chứ? Vô cùng không chắc. Tránh ra. Tình hình phi đội sao rồi? Chỉ có 7% sống sót trở về. 7%? Dừng. Đại tướng, núi Chayen tiêu rồi. Toàn bộ thành viên theo thứ tự kế vị tổng thống được cho là đã chết. Họ tới đây để yêu cầu ngài tiếp quyền. Chú ý nghe lệnh. Xin hãy nhắc lại theo tôi. George T. Adams. Tôi là George T. Adams. Xin trang nghiêm tuyên thệ. Bố rất xin lỗi. Bố nói đúng. Lần này chúng ta không thể đánh bại chúng. Chúa ơi, nhìn hàng xe kìa. Chắc phải cả ngàn cái. Ta không đợi nào lấy được xăng. Phải có niềm tin chút chứ. Ông muốn nói về niềm tin sao? Bố mẹ cháu có lẽ đã chết. Và hầu hết bạn của cháu. Chị ấy xúc động bởi vì bạn trai con đã thành người quá cố rồi. Người quá cố là gì? Là người chết đó. Sao cháu không ngừng ở đây để ta lái, còn cháu nghỉ ngơi chút đi. Chân ạ. David, anh đang ở trong trung tâm chỉ huy. Tổng thống Whitmore, tạ ơn Chúa ông vẫn ổn. Cũng lâu lắm rồi. Tôi đã có 20 năm để chuẩn bị. Và chúng ta không hề có cơ hội. Lần trước cũng vậy mà. Ta luôn biết là chúng sẽ quay lại. Nhưng hãy xem chúng ta tiến bộ như thế nào. Trong 20 năm qua, hành tinh đã đoàn kết một cách chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Điều đó tối quan trọng. Nó đáng để đấu tranh. Chúng ta đã thuyết phục cả một thế hệ rằng đây là cuộc chiến ta có thể thắng. Và họ đã tin chúng ta. Chúng ta không thể để họ thất vọng. Lần trước không phải do may mắn. Đó là sự quyết tâm của chúng ta. Chúng ta đều phải chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Và điều đó sẽ dẫn ta tới chiến thắng. Anh hiểu được hầu hết ngôn ngữ của chúng. Tôi muốn anh nói tôi biết những biểu tượng này là gì. Được rồi, cái này là gì? Nó nói về cuộc chiến giữa các thiên hà, liên quan đến cả vũ trụ. Còn cái này, nó nói gì đó về một kẻ thù. Nó cần phải bị phá hủy trước khi nó đến chỗ ta. Đợi đã, tôi đã có một nghiên cứu ở Brazil. Bệnh nhân của tôi không miêu tả vòng tròn là sự sợ hãi. Ông ta xem nó như là kẻ thù. Tất nhiên,
Kẻ thù của chúng là đồng minh của ta. Súng laser của ông bốc khói kìa. Đưa nó ra khỏi chỗ này. Hãy cố mở nó ra. Xin chào người đẹp. Đến lúc xem người che giấu bí mật gì nào. Được rồi, đưa mà tới đây. Đưa tới đây. Vâng thưa ông. Coi chừng đằng sau. Cẩn thận. Nhanh lên, đi nào. Chết, tránh đường mau. Mọi người, các anh phải xem cái này. Tôi đã chạy mọi chương trình web có thể, nhưng nó không cho ra tín hiệu nào. Ý tôi là không có gì hết. Như thế là nó chưa từng tồn tại. Như kiểu nó đang cố che giấu bản thân. Nó trơn nhẵn thật đấy. Này, cậu đang không đeo găng tay, cậu làm bẩn nó mất. Bỏ tay ra deploy. Kỳ lạ quá. Tôi không thể. Cậu nói không thể là sao? Tôi bị kẹt rồi. Ai đó làm gì đi. Nó đang nuốt lấy tôi. Cứ bình tĩnh, đừng lo. Thứ này đang cứu anh tôi. Giảng viên lên đừng có sợ sao. Vậy chúng đang huy động quân. David, xin hãy nói với tôi, đây không phải là con ngựa thành Troy đấy chứ. Tôi không nghĩ nó gây nguy hiểm cho ta, nhưng hẳn là nguy hiểm với chúng. Cậu ấy đã kích hoạt chỉ bằng cách chạm vào nó. Tôi đã tự kích hoạt mình khi tôi phát hiện dấu hiệu sinh học của các vị khác với bọn chúng. Nó nói kìa, lại còn bằng tiếng Anh. Tôi đã phân tích ngôn ngữ nguyên thủy của các vị. Chúng tôi là nguyên thủy. Chính xác. Chủng tộc của tôi đã chuyển từ dạng sống sinh học sang dạng sống ảo từ hàng ngàn năm trước. Kinh thật. Vì sao cô đến đây? Khi tôi thu được tín hiệu báo nguy của chúng, tôi biết chúng sẽ tới để tiêu diệt các vị. Tôi đến để di tản các vị càng nhiều càng tốt. Nhưng các vị đã tấn công chúng tôi bằng các vũ khí chúng đã dùng với chúng tôi. Chúng đã tấn công cô. Chính xác. Một tàu Harvester đã chinh phục hành tinh của chúng tôi, hút sạch lõi nóng chảy. Chúng sử dụng các lõi để nạp nguyên liệu cho tàu và để phát triển công nghệ của chúng. Chúng đã làm việc này với vô số các nền văn minh. Chúng tôi đã chống lại chúng cả nghìn năm, nhưng chúng đã phá hủy hết các tàu của chúng tôi. Tôi là cái duy nhất còn sống sót. Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Cô có kế hoạch gì không? Hệ thống của tôi có chìa khóa cho công nghệ cao cấp. Có một hành tinh ẩn nơi tôi huấn luyện các người sống sót từ các thế giới khác. Cách tạo ra vũ khí để đánh bại chúng một lần và mãi mãi. Đó là lý do bọn chúng sợ cô. Cô là sinh vật duy nhất đe dọa sự tồn tại của chúng. Chính xác. Nhưng giờ tôi đã kích hoạt. Nữ chúa sẽ dò ra dấu hiệu của tôi và tìm diệt tôi.
Quá muộn rồi. Mụ ta đang trên đường tới đây. Khá lắm, mụ đang tới. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi có thể tiêu diệt mụ? Chưa từng có ai tiêu diệt được một nữ chúa tàu Harbinger. Động viên tốt thật. Nhưng theo cấu trúc cổ, lính của mụ sẽ ngã xuống, sẽ rời khỏi hành tinh của các bạn, được triệu hồi bởi những nữ chúa tàu Harbinger khác. Nhưng giờ quá muộn rồi. Các vị phải tiêu hủy tôi, nếu không ả sẽ có tọa độ đến hành tinh tị nạn kia. Và như thế là kết thúc. Đợi chút, chúng tôi chắc chắn là một ta đến đây để giết cô. Có lẽ chúng ta có thể nhử mụ như cách mụ đã nhử chúng ta. Ngài Tổng thống, tiến sĩ Uku nghĩ là giải mã tín hiệu bức xạ sóng vô tuyến. David, nói dễ hiểu đi. Mọi máy tính đều có một tín hiệu phóng xạ, dù là máy tính xách tay, điện thoại hay đồng hồ. Nhưng quả cầu có tín hiệu phóng xạ sóng vô tuyến vượt hoàn toàn mọi thứ đó. Nên nếu ta giấu quả cầu thật trong phòng cách ly và đưa máy phát tín hiệu mùi nhữ là một tàu kéo chất đầy bơm hợp hạch lạnh, dụ bà ta đến gặp bằng muối, chúng ta có thể đâm máy bay vào mông mụ và chúc mụ lấy đường bình an. Ông kích nổ bơm hợp hạch lạnh thì sẽ giết mọi người từ chỗ này đến tận Houston. Không thưa ngài, nếu ta dùng lá chắn của căn cứ này để phong tỏa dụ. Nếu lấy đi lá chắn, hãy trang bị cho mọi người súng laser và sẵn sàng nghênh chiến với lũ ngoài hành tinh. Tuân lệnh. Giờ ta phải dùng cách để biết mụ sắp đến. Theo tôi. Đi làm việc của ông đi. Việc của tôi, việc của tôi. Kéo nó xuống, rõ thưa ngài. Cái xe radar cũ này lẽ ra đã vào bảo tàng Michelin, nhưng họ chẳng buồn lấy nó. May là họ không thèm lấy đấy. Mang nó lên điểm cao nhất, càng cao càng tốt, tuân lệnh. Xem tôi thấy gì trong kho này, ta có thể liên lạc bằng thứ này. Lắp anten vào. Gì thế? Mũi khoan đang xuyên qua lớp vỏ ngoài, nhưng việc này không nên xảy ra. Chúng ta đã sai. Ta không có đến 7 tiếng để khoan đến lõi địa cầu. Ta chỉ có 1 giờ. Thông báo đi. 01, nghe rõ không? Vậy ý tưởng là dụ mụ ta bám theo cái tàu kéo này vào đồng bằng muối, sử dụng máy phát tín hiệu nhữ. Và một khi mắc mưa, hợp hạch lạnh sẽ kích nổ. Hơi viển vông, nhưng nó có thể có tác dụng. Có điểm này, các bạn đều biết chúng đã phá tan vệ tinh của ta. Có nghĩa là sẽ có một phi công phải tự điều khiển máy bay. Tôi biết mình đang yêu cầu một sự hy sinh cao cả, nhưng các bạn là những phi công duy nhất còn lại của chúng ta. Và tôi cần một người tình nguyện. Kết thúc việc này đi. Tôi sẽ bay vào đó. Không, con sẽ không đi đâu cả. Bố sẽ làm. Ngài Tổng thống. Bố, bố đang làm gì vậy? Có nhiều lý do cho việc là sự lựa chọn tốt nhất. Con và mọi người còn phải tái thiết sau khi chiến tranh qua đi. Đây là nhiệm vụ của bố. Matthew, không được để ông ấy lên tàu kéo. Anh có hiểu tôi không? Còn đi chậm nữa ta sẽ bị tụt lại. Đừng gấp thế chứ, ta phải tiết kiệm xăng. Khu vực 51 còn cái 120 km nữa lận đó. Chúng ta sắp hết xăng rồi. Ta có gì ở đây nào? Ai phụ trách ở đây vậy? Không ai cả. Người lái xe đã bỏ chúng cháu lại để bắt xe đi Minnesota. Chỉ thế thôi ư? Lão đi ngủ với bạn gái lão ấy. Tất cả lên xe. Đợi đã, con xe của bọn cháu thì sao? Khi nào cháu có bằng lái, chúng ta sẽ kiếm chiếc khác. Lên nào. Nói với đại tướng là chúng ta đã sẵn sàng. Mang nó vào. Xoay nó lại. Được rồi, gắn vào. Radar hoạt động rồi thưa ngài.
Đồ khốn. Được rồi, chúng di chuyển nhanh quá, David. Bão lửa đang trên đường tới đây và không có nhiều thời gian chuẩn bị đâu. Ngài Tổng thống, cho tôi tiếp thông tin đi. 9 phút nữa tàu của nữ chúa đến, 22 phút nữa thì mũi khoan chạm đến lõi nóng chảy của ta. Chúa ơi, vào vị trí thôi, ta còn thấy trì hoãn tiếng nào nữa. Ta có làm được không thưa ngài? Chắc chắn là được rồi. Đi nào các anh em, đứng vào chỗ hàng rào kia, chuẩn bị bắn. Cái này chắc hơn dao rựa. Xin lỗi mọi người, lỗi của tôi. Tôi sẽ đi xem có an toàn không. Lúc nào rồi mà còn dọa tớ chứ. Xin lỗi, thật vui khi gặp được cậu. Tớ cũng vậy, tớ không nghĩ cậu còn sống. Cậu biết đó, lâu rồi cậu không lái chiến đấu cơ nên tớ nghĩ quan trọng là cậu còn sống. Đoàn tụ thấy đủ rồi, chúng sẽ nghe thấy ta đấy. Có thêm người sống sót, anh chịu nói lớn quá đi. Giờ thế nào đây, lao vào đấu súng hả? Nè, cậu làm gì vậy? Các cậu lên mấy chiếc máy bay kia thì đừng bỏ tôi lại đấy. Đợi đã. Xin lỗi. Dưới này nè, nhìn thấy chứ? Nghe này, thường thì tao không để bụng, nhưng chúng mày đã giết bố mẹ tao, vậy nên tao có một ngoại lệ cho tụi mày đây. Shakli, Grant, hai người lên chiếc tàu đầu tiên. Tao nhịn lâu lắm rồi đấy. Công nghệ của chúng mày chẳng thay đổi mấy. Chuẩn bị vũ khí. Giao diện mới hay. Jack gặp rắc rối rồi. Đi nào. Mày thấp quá đó, Ren. Hay lắm. Không, đừng mà. Mình lẽ ra đã phải chạy ra khỏi chỗ đó đi. Nhận hàng này. Này, cảm ơn vì điều đó. Ừ, về vị trí của cậu đi. Cái gì, cậu không muốn bay sao? Không, tôi muốn bắn hơn. Tất cả phi công chuyển bộ đàm sang kênh số 6. Nhanh nào các quý anh, hai người bay trước, bọn tôi sẽ bọc hậu. Cửa đang đóng kìa, đang đóng kìa. Chết, cậu đóng rồi. Bọn tớ đang trên đường tới. Ren, ta còn bao lâu? Tối đa 20 giây. Không, Ren, dừng lại, lẫn sang trái. Ta phải đi thôi. Không, tôi sẽ không bỏ ai lại. Hôm nay không ai khác phải chết nữa. Cô ủng hộ tôi chứ? Tôi theo anh. Trời này nguy hiểm quá. Ren, hãy ra khỏi đây. Rõ thưa sếp, nhưng không đời nào đâu. Thôi nào. Này anh bạn, tôi chỉ muốn anh biết, nếu ta không sống sót ra ngoài đó, tôi thực sự xin lỗi vì đã suýt hại cậu trong khóa đào tạo. Nếu ta không thoát khỏi đây, tôi sẽ không hối tiếc việc đấm vào mặt cậu đâu. Bắn giỏi lắm Charlie. Ta an toàn rồi. Cậu đi trước, bọn tôi theo sau. Nhanh hơn nữa Ren, nhanh lên. Ngồi yên nhé anh bạn. Jack, cậu có qua được không? Ren, cậu có thấy cậu ấy bay ra không? Tôi không chắc. Cậu nhớ tớ à? Cậu không thể làm điều đó với tớ. Tớ đã nói là cậu thấy cô đơn khi thiếu tớ mà. Được rồi các phi công, ra khỏi chỗ này thôi. Ta không có thời gian đâu, ra khỏi đây thôi. Trạm phát sóng tin tức cập nhật từ chính phủ Hoa Kỳ. Tôi hiểu là nhiều người trên thế giới đang bắt kênh này trên sóng radio ngắn, gửi những người dân trong và ngoài nước. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cuộc kháng cự cuối cùng của loài người. Những gì chúng tôi làm trong 12 phút sau sẽ định rõ lại nhân loại hay xóa sổ nó.
gửi những ai đang nghe, dù bạn có mang quốc tịch gì, màu da hay tín ngưỡng nào, tôi muốn các bạn hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Dù có khác biệt gì giữa chúng ta, tất cả chúng ta là một. Dù chuyện gì xảy ra, thành công hay thất bại, chúng ta sẽ cùng nhau đối diện, cùng đoàn kết lại, triển khai nhiệm vụ chim mồi. Còn 60 giây nữa. Patricia, có chuyện gì vậy? Là bố cô, ông ấy bị ngất. Đi với tôi ngay. Ông ấy đâu? Ông ấy yêu cầu tôi với tư cách là một người bạn, một người cha. Bố, đội chim mồi giữ nguyên vị trí sẵn sàng. Trong sách nói ông bay trên chiến không lực một. Ông đã gặp tổng thống rồi à? Cháu nói con ông chưa từng thấy lên vũ trụ, và đó là một âm mưu. Vậy à? Bố cháu là một đứa ngốc. Đợi đã, ông có nghe thấy tiếng đó không? Gì cơ, ngốc đùa ông à? Không, âm thanh đó. Các cháu ngồi yên trên ghế. Chúng đang vào, đụng độ trong 10 giây nữa. Chúng sẽ nhắm vào đại bác trước. Ta không còn nhiều hóa lực nên phải sử dụng hiệu quả. Theo lệnh tôi, bắn. Vậy là quá đủ rồi. Đại tướng, chúng tôi sẵn sàng rồi. Được rồi, Thơm, chúng tôi đã sẵn sàng. Kích hoạt máy phát mồi giữ theo lệnh của tôi. 3, 2, 1. Khóa phòng đã đặt, phòng cách ly đã kích hoạt. Cho chim mồi xuất phát. Bắn một lót cho họ mau. Mụ ta đang bám theo mồi nhữ. Đợi đã, anh làm gì vậy? Không có gì, ta đã được cách ly, tôi sẽ kích hoạt nó. Sao anh làm việc đó? Để xem cái này biết những gì. Xin lỗi, tôi có một câu hỏi nếu cô không phiền. Ta có một xe buýt trường học đang đi vào khu vực đặc bẩy. Không không không, David, tàu của nữ chúa sẽ tới đó trong 2 phút. Là ai vậy? Không không, có một người đàn ông dáng cao dong dỏng đang vẫy chúng ta ở đằng kia. Cao dong dỏng, đó là David của ông. Thằng đừng mù nào vậy? Phải, đúng rồi, tốt quá, cảm ơn. Là bố sao? Việc đó sẽ giúp nền văn minh của chúng ta đi trước cả ngàn năm. Sự hiểu biết của chúng ta về vật lý, lỗ đen vũ trụ, mọi thứ. Bình tĩnh đi, tôi không muốn bình tĩnh. Phải đợi đến lúc thế giới tiêu tùng ta mới được gặp nhau ư? Lại đây David, cô còn sống nhưng cô đang bận lắm. Chúng mới quen vài người bạn, chúng tới đây để gặp con. Con đang bận một chút, bố con mình cần phải nói chuyện. Còn nói không phải lúc này, bố nhìn đi. Bố nhìn thấy rồi. Tom, có vẻ kế hoạch đang thuận lợi. Mụ ta nghĩ anh có quả cầu. Mụ sắp sửa đến đây, hãy đưa bọn trẻ đến chỗ an toàn nào. Đi nào. Thật vui khi được thấy con bay lại. Chỗ của con là ở trên bầu trời. Bố lẽ ra phải để con làm việc này. Bố đã từng cứu thế giới một lần rồi. Bố không cứu thế giới, bố đang cứu con. Tom, có chuyện gì vậy? Mụ ta ở trong đầu tôi. Ngài tổng thống, có máy bay định ứng 6 giờ.
Cô có thể đưa tôi đến mục tiêu không, Trung úy Whitmore? Có, thưa ngài, xin theo tôi. Cố lên. Thực hiện đi. Nhanh nhanh kích hoạt lá chắn. Đã triển khai lá chắn. Trung úy Whitmore, ra pháp dùng nổ. Ngạc nhiên khi thấy ta hả? Làm đi, nhấn nút đi chồng. Đúng thế, bọn ta đã lừa ngươi. Thay mặt hành tinh địa cầu, mừng ngày 4 tháng 7. Xác nhận tình hình đi, David. Thưa Tổng thống, tôi có thể nói rằng chúng ta đã tiêu diệt được mụ. Đã, nếu mụ chết, vậy tại sao các chiến cơ vẫn tấn công chúng ta? Chúng ta bị xâm nhập. Có bao nhiêu tên? Khoảng hơn chục tên, thưa sếp. Bất cứ trong điều kiện nào cũng không để chúng lấy quả cầu. Hãy làm mọi thứ có thể, các anh rõ chứ? Rõ. Đây là Sam, hoa tiêu của bố. Chú cao hơn cháu nghĩ đấy. Đây là em của con, Felix. Chú gì đó ơi, đó là điều phải xảy ra đúng không? Không hay rồi. Ôi chú ơi, mụ ta có lá chắn riêng. Được rồi, trở lại xe cắt nhóc. Tất cả là xe buýt. Nhanh, trở lại xe đi nào. Có con chó. Ginger, cái đi đâu thế? Không. Nào, đi nào cô bé. Còn phải đợi con chó sao? Chắc vậy. Ôi chúa ơi, lái đi. Còn lại nhắm vào nữ chúa, dốc toàn lực tấn công. Cậu có nghe thấy tiếng đó không? Chúng tôi cần chi viện gấp. Có vụ xâm nhập nghiêm trọng ở khu buồng giam số 5. Bọn ngoài hành tinh xâm nhập, chúng tôi cần chi viện ngay lập tức. Rồi. Thằng bé nói gì vậy? Gì đó liên quan đến nhảy. Nữa thưa ngài. Cẩn thận David, 6 phút nữa là lõi địa cầu thủng. Đại tướng Adam, lá chắn của mụ đã bị hạ. Được lắm, tôi nhắc lại, lá chắn của mụ đã bị hạ. Tốt lắm trung úy.
anh giúp em cưng ơi. Bọn anh sẽ giúp em. Charlie, nhắm vào súng của mụ. Nhắm vào súng của mụ. Đây là đại quý Hewlett. Bọn tôi trộm được chiếc cơ của bọn chúng. Hay quá. Địch bắn chúng tôi. Ấy, chính là chúng tôi. Rõ, đại quý Hewlett. Tiến lên hạ mụ đi. Bắn hạ mụ ta đi. Whitmore đã hạ tàu của nữ chúa. Và con ông ấy đã hạ lá chắn của mụ. Nghe đây, đến lõi ngóng của trái đất. Các anh có 4 phút để tiêu diệt nữ chúa. Cho mụ biết thế nào là địa ngục. Rõ, rất sẵn lòng. Ta đang chạy vào nhà tù ngoài hành tinh. Chính là cái này. Mở ra đi. Chúng tôi ở đây. Mụ ta biết. Mụ ta đang tới. Đại linh, có chuyện gì vậy? Tôi không biết, tự nhiên tôi mất quyền điều khiển. Bên tôi cũng vậy. Sally, làm gì đi. Tất không thể, mụ ta hẳn đã chiếm quyền điều khiển của ta. Tôi nghĩ giờ đã thành một phần của tổ rồi. Có lẽ chúng ta không phải là những kẻ duy nhất. Cái quái gì vậy? Mụ đưa chúng ta về thẳng khu vực 51. Con làm gì vậy? Con không được bắn cho mụ ta. Sao dịch vàng đi? Làm gì có dịch vàng nào? Cứ cho là có đi. Ăn đạn này. Thấy không? Tụi nó sẽ tìm ra cách mà. Cậu lắm mồm quá. Bạn Hiền, chúng ta được cứu rồi. Chúng bắn trúng tôi rồi. Ôi không, đừng lo. Tôi sẽ đưa ông về khu điều trị. Đừng lo, tôi sẽ không sống được đâu. Đợi một chút, ông không thể chết. Anh sẽ... Ai sẽ cưới hoa lan? Ai sẽ nhắc ông mặc quần vào buổi sáng? Đúng vậy. Tôi có điều này muốn nói với ông. Điều gì? Đây lẽ ra phải là áo len. Ôi không không. Mụ ta đang làm cái quái gì vậy? David, gần thế là đủ rồi. Chúng đang cố bảo vệ mụ ta. Chúng đang tới thêm nữa. Đưa tôi thứ đó, cầm lấy. Hai phút nữa thưa ngài. Hai phút nữa là lõi thủng. Để quý yêu lên, anh có hai phút. Bạn, ta phải thoát ra khỏi cái giò rồng này. Giò rồng nào cũng có mắt phải không? Nếu bắn mụ ta phải lên trên cao. Nhưng làm sao để lên đó được? Ta không tự điều khiển được. Cơ hợp hạch đều có động cơ đẩy gì đó ra hả? Đó là thứ giúp ta bay vào không gian. Dùng ở tầm thấp ta sẽ nổ tung mất. Còn có ý tưởng nào hay hơn không, Charlie? Quan điểm của tớ đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Cơ hội duy nhất để chết thì có. Charlie, im đi. Trent, khởi động động cơ đẩy. Các cậu điên hết rồi. 1, 2, 3. Vẫn sống. Cậu ổn chứ? Ổn. Tớ đã có thể điều khiển lại.
rồi, tất cả vũ khí đều hoạt động, nhưng động cơ thì cháy rồi. Vậy ta sẽ lượng có kiểm soát. Mụ ta kia rồi. Mọi người, chúng ta chỉ còn một cơ hội, hãy chơi cho ra trò. Cảm ơn vì đã ở bên Jack. Cậu cũng vậy, bạn Hiền. Kết thúc rồi, ông giết hết chúng rồi, xong rồi. Được rồi. Ngoại trừ thứ đó. Chúa ơi, bộ ta lấy được thứ đó rồi. Bắn bắn. Chuẩn bị sát lá cà đi đồ khốn. Charlie, bắn vào lưng mụ, chỗ cái xúc tu của mụ. Đó là điểm yếu của mụ. Tiếp tục bắn đi. Thế cậu nghĩ đó đang làm gì? Cái này có ghế phóng không vậy? Không đâu. Coi chừng. Bố bảo con đừng đến quá gần mà. David, chạy khỏi đây thôi. Lùi lại. Chúng ta sống rồi. Chúng ta giàu rồi. Ôi Chúa ơi. Tướng Adam, lõi địa cầu được bảo toàn. Ôi nhìn kìa, mụ đã chết rồi. Ta hạ được mụ ta rồi. Này này em yêu, bỏ súng xuống đi. Kết hôn mà em đã định bắn anh sao? Có lẽ chúng ta cũng nên thử làm việc đó. Em biết mà. Ăn tối trước đã. Giám đốc Levinson, làm tốt lắm. Cảm ơn ngài tổng thống. Gary, đừng nói gì hết. Anh sẽ làm hỏng nó đấy. Cháu là ai? David chưa từng nhắc đến người phụ nữ xinh đẹp nào trong đời nó. Bác là Julius, là bố của nó. Rất vui được gặp bác. Cháu là Catherine Marshall. Bố cho tụi con vài phút được không? Ở đây. Nghe này, có lẽ mấy nhóc nên ở với ông một thời gian. Bọn cháu thật sự thích điều đó. Ông cũng vậy. Cậu ổn chứ? Tôi ổn. Cảm ơn ông. Không phải tất cả đều vô nghĩa. Các ông là một chủng tộc phi thường. Nói chung là không quá nguyên thủy nhỉ. Anh nghĩ họ có cho tôi giữ thứ này không? Anh có trái tim của một chiến binh. Đó là điều tử tế nhất mà tôi từng được nghe. Làm tốt lắm.
giàu rồi, giàu rồi, phát tài rồi. Tôi không biết liệu hành tinh này có chịu được một cuộc tấn công nữa không. Xin lỗi, giám đốc Levinson, ông sẽ không thể tin vũ khí và công nghệ mà thứ này lưu trữ trong thứ gọi là ổ cứng của nó đâu. Nó muốn chúng ta dẫn dắt cuộc kháng chiến. Ý anh là sao? Chỉ có hai từ.